미친거. Cứ mỗi khi trời nóng nực, việc giải nhiệt cho cơ thể là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, nghe có vẻ khó tin, nhưng bạn có biết rằng uống nước nóng thực ra lại hiệu quả hơn việc uống nước lạnh không? Oli Jay hiện là nhà nghiên cứu đứng đầu phòng thí nghiệm công thái nhiệt học tại Đại học Sydney, Australia, từng xuất bản một cuộc nghiên cứu chứng minh sự thật lý thú trên vào năm 2012. Jay cùng các đồng nghiệp của mình đã cho 9 nam tình nguyện viên đạp xe trong 75 phút với một chiếc quạt phả vào họ, thổi bay những giọt mồ hôi của họ. Những người này sau đó được uống nước có nhiệt độ dao động từ rất lạnh 1.7 độ C đến khá nóng 50 độ C. Cuối cùng, các nhà khoa học nhận thấy rằng khi những người tình nguyện đạp xe và uống nước nóng, họ giải phóng nhiều hơn 56 kJ nhiệt năng so với lúc họ uống nước ở nhiệt độ trong phòng. Thế nhưng cũng so sánh với cốc nước bình thường khi họ uống nước lạnh, trên thực tế họ lại nhận vào nhiều hơn 21 kJ lượng nhiệt năng. Điều này có vẻ nghe rất nghịch lý. Một thứ nước mát lạnh có cảm giác giải nhiệt tốt hơn khi uống vào người, nhưng nó lại không thực sự khiến bạn mát hơn vì nó làm giảm khả năng thoát mồ hôi của bạn, Jay nói. Điều mấu chốt ở đây chính là mồ hôi. Với mỗi gram mồ hôi bốc hơi từ da của bạn, bạn sẽ mất xấp xỉ 2,43 kJ nhiệt năng. Những người uống nước nóng nhận thêm 52 kJ nhiệt từ nước, nhưng khi mồ hôi bắt đầu thoát ra, họ lại mất đi 108 kJ nhiệt từ sự bốc hơi mồ hôi. Trong khi đó, với nước lạnh, điều trái ngược lại xảy ra. Trong khi nước lạnh giảm thân nhiệt đi 138 kJ, điều đó không đủ để bù trừ cho 159 kJ nhiệt được giữ lại cơ thể do mồ hôi không bốc hơi trên da họ. Có khi những tình nguyện viên uống nước ngang nhiệt độ phòng, lượng nhiệt họ nhận vào lại bằng với lượng nhiệt mất đi. Dù vậy, Jay không hề khuyến khích mọi người từ nay uống một cốc nước trà nóng để giải nhiệt vào một buổi chiều hè tháng 8 nóng nực. Tôi không bao giờ thực sự ủng hộ việc uống nước nóng vào ngày nóng bức, Jay nhấn mạnh. Thứ nhất, lượng nhiệt mất đi từ sự bốc hơi mồ hôi không tạo nhiều khác biệt đến thế. Thứ hai, cuộc thí nghiệm này được diễn ra cùng với một cái quạt. Điều đó nhằm đảm bảo mọi giọt mồ hôi người ta tạo ra đều được bốc hơi trên da và đóng góp cho việc thoát nhiệt. Trên thực tế, nếu bạn chảy mồ hôi và dùng khăn lau nó đi, thì giọt mồ hôi đó không hề giúp bạn giải nhiệt. Vẫn còn một câu hỏi còn sót lại. Đó là bằng cách nào cơ thể lại toát mồ hôi nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào nhiệt độ của nước. Jay đã tiến hành một cuộc thí nghiệm mới về các cơ quan cảm thụ nhiệt độ ở thanh ruột và miệng. Kết quả là các tình nguyện viên chỉ xúc miệng bằng nước không thay đổi mức độ thoát mồ hôi của mình. Nhưng nếu được bơm trực tiếp qua ruột của họ, nước lạnh sẽ kích thích họ chảy mồ hôi ít hơn so với lúc ruột tiếp xúc với nước nóng. Không chỉ có ở thanh ruột, các cơ quan cảm thụ nhiệt độ còn nằm ở một số bộ phận khác như đằng sau gáy và gan bàn chân. Khi bạn đặt một túi nước đá lên sau gáy hoặc khi bạn thò chân ra khỏi chăn, nếu thấy nóng lúc đi ngủ, bạn sẽ thấy mát nhờ có các cơ quan cảm thụ nhiệt độ này. Mặc dù trên thực tế, không phải cơ thể bạn đang thoát nhiệt. Tất nhiên, việc uống nước nóng không hẳn là cách tốt nhất để thấy mát trong một ngày hè nóng nực. Thay vào đó, hãy ở trong nhà và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, cũng như sử dụng quạt hoặc máy điều hòa để làm mát cơ thể. Muốn giảm size quần áo thì buộc phải tăng cân. Nghe điều này thì thật tréo ngoe, nhưng sự thật đúng là như vậy đấy. Nhưng cũng cần nói rõ rằng, cân ở đây đề cập đến là cân nặng của cơ bắp. Hãy nhớ rằng, 1 kg mỡ bằng 1 kg cơ, nhưng mỡ chiếm nhiều diện tích hơn so với cơ trong cơ thể của bạn. Chính vì vậy, nếu muốn cơ thể thon gọn hơn thì bạn cần chú trọng đến việc giảm béo, tức là giảm lượng mỡ trong cơ thể, lấy chỗ để cơ bắp phát triển. Lúc này, cơ thể bạn sẽ trở nên săn chắc và thon gọn hơn, đồng nghĩa với việc size quần áo của bạn cũng sẽ giảm đi. Muốn ăn ít thì bạn càng phải ăn nhiều. Sự thật là việc bạn cố gắng nhìn ăn bữa chính giảm cân, nhưng lại hay buồn mồm, ăn vặt lúc chiếc bánh, chiếc kẹo thì kết quả vẫn là con số 0. Bởi theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Gerson ở Trung tâm Y khoa Thể thao ở Texas, Mỹ,
Cố nhịn hoặc ăn tạm vài chiếc bánh quy, nhiều đường cùng chút tinh bột sẽ khiến bạn đói nhanh hơn là ăn bữa ăn đàng hoàng, đầy đủ chất. Và khi lượng đường trong máu tụt giảm, bạn sẽ càng thèm ngọt, tinh bột hơn. Do vậy, thay vì ăn qua loa, ăn tạm thì bạn nên chọn món giàu protein, vitamin, ít chất béo như thịt nạc, rau xanh bơ lạc, phô mai, táo cho bữa ăn chính. Điều này sẽ giúp bạn no lâu để bạn không còn thèm ăn vặt nhiều nữa. Trong vô vàn những truyền thuyết cổ đại của thế giới, thành phố Atlantis hay thành phố vàng El Dorado vốn được coi là những câu chuyện hoang đường được dựng lên nhờ trí tưởng tượng của con người. Tuy nhiên, bất ngờ là nhiều địa danh trong truyền thuyết đó hóa ra lại có thật. Các nhà thám hiểm đã tìm ra một vài thành phố bị lãng quên và chứng minh rằng những câu chuyện cổ thời xưa thực ra cũng có vài phần sự thật. Dưới đây là danh sách các thành phố trong truyền thuyết đã được khám phá một cách bất ngờ và khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Hellas. Theo thần thoại Hy Lạp, Hellas là thành phố bị nhấn chìm trong biển nước chỉ sau một đêm dưới cơn thịnh nộ của thần biển Poseidon. Cho đến nay, nhiều người vẫn cho rằng nó chính là thành phố Atlantis huyền thoại. Người ta tin rằng Hellas bị xóa sổ vào năm 373 trước công nguyên và qua hàng trăm năm nó vẫn được cho là một câu chuyện cổ tích. Cho đến khi người ta bất ngờ tìm ra nó vào cuối những năm 1980. Các nhà khảo cổ học nói rằng nguyên nhân nó bị nhấn chìm là do một trận động đất dữ dội hóa lỏng đất đá, biến mặt đất thành nước. Có lẽ chính điều đó đã khiến người xưa cho rằng đó là sự trừng phạt của thần Poseidon. Sigiriya. Quay ngược thời gian đến tận thế kỷ thứ 5, tại Sri Lanka, vua Kassapa đã nghĩ rằng nơi thích hợp nhất để xây dựng cung điện hoàng gia của mình chính là trên nóc một khối đá khổng lồ cao 200 mét. Truyền thuyết kể lại, đây là một trong số những lâu đài tráng lệ nhất thế giới và ngày nay tổ chức UNESCO đã công nhận Sigiriya là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian dài, nơi đây chỉ là một tàn tích lãng quên. Vinland. Vào năm 1073 sau công nguyên, một tu sĩ người Đức tên Adam từ Bremen đã được nghe vị vua Đan Mạch Sven Estrison kể về những người Viking quả cảm. Theo lời đức vua, người Viking đã băng qua biển Đại Tây Dương và lập ra một vùng đất xa xôi, nơi mọi thứ đều mọc lên cực kỳ trù phú. Nó được gọi là Vinland bởi vì nho ở nơi đây đã phát triển tràn lan một cách tự nhiên. Vinland đã được cho là truyền thuyết của người Viking trong nhiều thế kỷ. Và đến tận những năm 1960 thì chúng ta mới biết họ đã nói thật. Khi ấy, tại Lansdowne Meadows ở Newfoundland, Canada, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những tàn tích của một khu định cư người Viking từ hồi thế kỷ 19. Và bất ngờ thay, đó chính là thành phố Vinland mà họ đã được nghe kể rất nhiều từ bấy lâu nay. La Ciudad Blanca. Hernán Cortés, một vị tướng phục vụ cho Tây Ban Nha trong công việc tìm vàng, đã nghe thấy lời đồn đại về một thành phố toàn vàng ẩn trong núi rừng Honduras và trở nên tham lam đến mờ mắt. Ông ra sức lùng sục thành phố trắng, hai thành phố của thần khỉ, nhưng cuối cùng lại không tìm thấy. Vì thế, câu chuyện về thành phố trắng chỉ được coi là truyền thuyết, không hơn không kém. Thế rồi, trước sự bất ngờ của các nhà khảo cổ, một nhóm những người dân địa phương đã nói rằng họ tìm thấy lâu đài trắng. Khi họ đến nơi, những người dân chỉ đường, họ sửng sốt chứng kiến một thành phố hiện ra với một kim tự tháp nằm ẩn mình giữa rừng nhiệt đới. Mặc dù không có vàng bạc châu báu, nhưng đây là di tích quan trọng của lịch sử, là công trình của một nền văn minh lãng quên đã biến mất cách đây 1.000 năm trước.